không có đường may nha. Một lố thì có 2, 4, 6 màu. Mình không có xếp vì nó lặp lại với nhau nha. Đây là màu đen ha. Và trên quần có viền bông rất là đẹp. Đây là màu da. Mẫu này chúng ta mặc sẽ không bị ngấn quần ha. Màu trắng, xanh, vàng, hồng. Rất là đẹp luôn nha mọi người. Mẫu này các bạn nào mông to cũng mặc rất là ok ha, vì nó sẽ không có bị ngấn không nè. Và cái đáy là sẽ được may nha mọi người, không có dán nha. Đáy là may nha nên mọi người yên tâm ha, không có dán đâu. Quần rất là chất luôn, mặc rất là êm, rất là ngon.